Quang Linh Vlog về nước hẹn hò Hoa hậu Thùy Tiên Quang Linh Vlog tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997 tại Nghệ An. Năm 2016 sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh quyết định đi xuất khẩu lao động ở Luanda, thủ đô Angola, một quốc gia châu Phi. Tại đây anh làm nhiều việc như thợ xây, phát triển xưởng làm nước đá. Nhắc đến những cái tên youtuber nổi tiếng, dân mạng không thể bỏ qua cái tên Quang Linh Vlog. Anh mang tới cho người xem những trải nghiệm chân thực và đầy tự hào của một người Việt sinh sống và giúp đỡ những người khó khăn ở nước bạn Angola. Cũng vì thế mà kể từ lúc về nước đến nay, Quang Linh Vlog nhận được rất nhiều sự mến mộ từ mọi người. Hiện tại, ngoài kênh YouTube, hiện tại, ngoài kênh YouTube chính mang tên Quang Linh Vlog Cuộc sống ở châu Phi, hiện đang có hơn 2,59 triệu lượt đăng ký. Quang Linh Vlog còn sở hữu một kênh khác mang tên Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi với con số subscribe lên tới 1 triệu lượt. Có thể nói sức ảnh hưởng của Quang Linh Vlog là không hề nhỏ khi mọi bài đăng của anh chàng đều hút hàng chục ngàn lượt like share, không thua kém idol đình đám nào. Để có được vị thế như hiện tại, Quang Linh Vlog phải trải qua rất nhiều gian nan. Xuất hiện thông tin cho rằng, trước đó xuất hiện thông tin cho rằng, nếu tham khảo theo trang thống kê Social Blade, kênh YouTube chính của Quang Linh có thể thu về khoảng 1,4 tỷ đồng và thu nhập hàng năm tối đa lên tới hơn 17,7 tỷ đồng. Trong khi đó, kênh phụ của anh chàng thu về khoảng 744 triệu đến 1,1 tỷ đồng. Quang Linh không chỉ là một vlog mà còn là một người chăm hoạt động từ thiện. Anh đã dùng một phần tiền để trả lương cho những người bạn châu Phi làm việc cùng mình và mua đồ để nấu, chuẩn bị cho video, giúp đỡ người dân. Quang Linh còn sử dụng chính số tiền ấy để tổ chức các hoạt động từ thiện, hoan giếng, xây nhà tình thương, sửa trường, giúp người dân châu Phi. Cách đây một năm, khán giả gán ghép Quang Linh với Thủy Tiên trong quá trình thiện nguyện. Mới đây khi trở về nước, cả hai gặp lại và có chuyến đi từ thiện ở Hà Giang. Họ tiếp tục được đẩy thuyền một người là hoa hậu, một người là vlogger thông minh hóm hình. Dù người trong cuộc chưa lên tiếng nhưng dân mạng vẫn truyền tay nhau những hình ảnh đẹp của họ trong chuyến công tác này.